Chào cụ nhá, quay cho các cụ xem con Lavazza này. Sản xuất 2016. Lớp sơn màu vàng, vàng kem. 2.5 biturbo nhá. Biển 15C 23583. Biển khá là ok, con này biển ok nhá. Xe không có đâm đụng gì cả. Lên được thêm cái ba cam 360 nữa. Xi nhan tích hợp báo rẽ trên gương này, cam 360. Xe thì không trang bị gì nhiều, không có option gì nhiều. Số tự động rồi, điều hòa mát lạnh, xe thơm nhá. Ghế lỉ theo xe, được cái bộ ghế lỉ còn nguyên. Anh em nào thích thì mua về lên bộ ghế da nữa. Trần cũng lỉ hết cùng một màu, màu kem kem. Bệ tì tay, cổng sạc 12V. Phanh cơ thôi, chìa khóa vẫn vặn xoắn. Xe chạy được 5 vạn nhá. 5 vạn 8, 5 vạn 8 chuẩn, quay đây cho mọi người xem túi khí. Màn hình theo xe, màn hình thì đơn giản thôi, màn hình theo xe. Xe không trang bị gì nhiều cả. Nó để ra ngả ra như này để chụp ảnh, để như này quay luôn cho mọi người. Nó lẹp chân kính với mạng cửa rôm ở góc này. Trang bị thêm lắp phần thấp. Lốp còn dày nhá. Lốp còn khá đẹp. Đèn cũng đèn sau này. Dài. Ui lặng quá. Con này được cái thì nhấc lên cái là ti đẩy lên luôn. Thùng sau cực kỳ sạch. Vết này thì bẩn này không thể tránh được, nhưng mà dọn sạch sẽ rồi nhá. Con này đẩy nó mở cái là ti nó đẩy lên luôn. Lavazza. Đấy, cam lùi. Nói chung không trang bị nhiều, có cái cam 360, cái lớp sơn này nhìn bên ngoài rất là hay nhá mọi người nhìn nhá. Lớp sơn bên ngoài này nó gọi là màu cam à. Vàng. Táp lô thì màu ghi, các thứ còn đẹp. Keo chỉ thì không đẹp nguyên, không mất phần nào. Xe nhập về bên mình chất lượng đồ vào rất là ok. Phần số này thì được có cái lớp này. Bạn cầu dung, trông có đẹp, trông có sang xe hơn nhiều. Điều hòa, mát lạnh, xe thơm nhá. Cam hành trình trên gương luôn. Nội thất thì miễn chê, chỉ có cái ghế lỉ thôi. Ghế lỉ thì đi ở thời tiết ở Việt Nam nó không hợp cho lắm, thì bác nào thích ghế da thì tự lên cái ghế, hoặc là bên em lên cho, bên em lên cho giá thợ làm rất là dễ nhá. Cái này không tháo mở gì cả, rất đẹp. Khung gầm của con này thì không có gì phải quay. Khung gầm bán tải rất là ok. Xe đây có cái vết xước này. Xe có nhà mình quay như thế nhá, chứ không phải là cứ xe đẹp là xe mình quay lên là mình sẽ khen đẹp nhá. Có nhà nói như thế. Chưa đụng đâm đụng, chưa đâm đổ gì cả, nhưng nó sẽ có những cái vết xước như này thì đi ở Việt Nam không thể tránh được. Đăng kiểm còn đến tháng 12 cuối năm. Phần đèn bi nó bị ố rồi nhá. Nói thẳng luôn. Đèn bi nó bị ố. Gầm vung con này thì khỏi quay. Mời anh em bớt chút thời gian qua cửa hàng xem xe nhé. Ở Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Ngoài Quảng Ninh thì các cụ rất thích đi bán tải này. Nhưng mà thời gian đây dịch dã, Quảng Ninh sang nó khó. Xem kiểm dịch thì là các cụ cứ ở nhà nó xem giao trên toàn quốc. Hỗ trợ rất nhanh. Pháp lý thì rõ ràng, bao rút hồ sơ trên toàn quốc, giao xe trên toàn quốc. Mua bán cực kỳ nhanh gọn. Ngoài ra các cụ mà có muốn bán xe, lên đợi xe xuống đợi xe trao đổi cố cát thì cứ liên hệ vào số điện thoại của Lân Tùng là 090 771 9111. Mua bán cực kỳ nhanh gọn. Giá cả thì phải chăng nhá. Giá cả mua bán này, bên mua bên bán đều cảm thấy vui. Anh em xem kênh bấm vào phía biểu tượng chuông. Đăng ký kênh, bấm phía biểu tượng chuông. Video ra cái là mọi người xem được ngay. Ngoài ra để lại thêm bình luận bên dưới xem là giá cả với chất lượng của con này có ok không. Giá của nó là 479 triệu. Giá trên là giá chào bán nhá. Anh em nào ưng mẫu này thì liên hệ cho mình trực tiếp vào số điện thoại, ép giá thoải mái. Thời điểm dịch giã này cứ không lỗ là bán thôi. 479 triệu nhá. Rồi Nissan Lavazza. Máy 2.5 turbo. 479 triệu. Liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của Lân Tùng. Cảm ơn anh em.